đây đúng không? Con lấy con nó cho mẹ để mẹ đưa đi chơi hả? Bọn cỏ này. Đây là cái cỏ mà. Để mẹ nhổ cái cỏ này. Nu ơi, mẹ hái được một quả chín rồi này. Này. Ừ. Thank you.
dưới đồng mình mới đội thôi, hay là muốn đi xuống đồng? Rồi, để mẹ dẫn con đi xuống đồng chơi nhá. Hai mẹ mình cất đồ ăn nữa nhá. Còn nhớ không? Bữa nằm ngủ đây không biết đâu. Bữa trốn mẹ xuống đây nằm ngủ ấy. Này. Ê. Cơ. Ngọn cỏ này. Đợi nón ra mới nuôi, không còn đợi nón đâu. Còn đợi nón nữa, đợi lớn thì chơi đi để mẹ săn quần. Săn quần. Chờ nuôi đám mây cái này chứ chờ. Nu. Chờ. Đám mây cái này chứ. Chó là mẹ. Còn cái ruộng kia mình xem lúa đi. Mẹ con xuống cái ruộng đi xem lúa nè. Đây. Đây là cái cỏ mà, để mình nhổ cái cỏ này đi. Nhổ cái cỏ này đi. Còn đây là cái lúa này, thấy không? Đây là những hạt lúa này để mình ăn đây này. Đấy, nhưng mà lúa này là người ta mới trổ thôi. Sao? Ê, nuôi cái gì đây này? Này. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Ew,
Cái này là trứng ốc sên đấy. Trứng ốc sên đấy. Mình phải vứt đi. Vứt đi. Ốc sên nó ăn lúa đấy. Đây này, đây còn một, wow. Nhiều chưa này nuôi? Nhiều chưa? À, để chị có cây to cho mình nuôi. Để kia mẹ cho con chào cây nha. Để đi. Hái được quả chín rồi này, này, tao đi đâu á? Đi xuống hả?